Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay mình còn 20 cây mai nha quý vị, mai dáng thú đế đẹp tài cành điệu ha. Đó, cái nhỏ này không tính nha quý vị. Cái nhỏ này bỏ ra. Đó. 20 cây mai nha quý vị. Hoành nó 20 cho tới 22 trở lên nha quý vị. 22 cho tới 40 nha. Tai cành đều. Để đẹp, để nôm. Để mình quay sơ lược cho quý vị rồi mình báo giá nha quý vị. Thú quái không anh em ơi. Thì mai này toàn bộ mai giỏ lá gai như vậy. Đó. Cái giăng lồng cái gì? Giăng lồng này chắc này không tới 20 quá. Này chắc 18 19 thôi vậy. Cục đế quá trời. Đây là 2 4 ở đây 13 cây nha quý vị. 13 cây. Cái này quanh 30 ba mấy nha quý vị. 33 rồi. Cây thú nữa. Chèn đi nôm. Rồi, 4 cây trên ghế. 4 cây trên ghế nha quý vị. Đó. Mặt trong đây hơi tối nha. Để nôm để quái như vậy. Cái này cũng bay sổ khá nhiều nè. Lục cục khá nhiều. 3 cây gì đây. Cây này 40 quanh trở lên nha nè. Ẩm có làm clip trước á. Bảy xù khá nhiều anh em. Cái này chắc cỡ hai mấy quanh. Đây cỡ 40 hoành nha anh em. Đó, sổ trong đế nha anh em coi. Đế nờ nó sổ xuống nha anh em, đế đều luôn á. 20 cây nha anh em. Đó, mình bán solo nha anh em, 20 cây. 20 cây nó 22 triệu nha anh em. Bao ship 200 cây. Của chú anh chị em nào thấy hợp nhãn thì alo số điện thoại mình có để đây nha anh em. Mình ở Tọa Lạc ấp 130 ấp Long Hòa, xã Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Số điện thoại 0339328187. Cảm ơn cô chú anh chị em mình trong thời gian qua đã ủng hộ kênh. Nếu anh em thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, cho một like, một chia sẻ cho anh em cùng xem nha anh em. Rồi kết thúc video. Nay là ngày 9 tây tháng 9 2022 nha anh em. Mến chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.